sạch rồi nhỉ. Cục, hàng cục. Hàng cục đây. Đấy, cây này là bao nhiêu tiền đây? Cây này là bao nhiêu tiền? 10 triệu. 10 triệu. À. À, trên xe còn nhiều lắm nhỉ. Yeah. Ủa anh, hơi khó quay. Mẫu bán hàng. Ôn che nắng. Ôn che mưa. Đấy, đứng hơi nói. Cái người thật to thôi. Phần thế này cơ mà cũng tốt này. Đấy. Người đồng. Người đồng, cây của Bắc Cương. Cây cảnh. Xem cái sung này có khi là dễ hơn. Đấy. Sạch sẽ đấy nhỉ. Sung hay nhỉ. Cái này thì bao nhiêu tiền? Cái này 6 triệu thì bán. Đấy, 6 triệu. Chơi cái gì? Nhiều quả lắm. Đấy. Quả này. Cái này chỉ hái quả thôi nha, đây này nó ró này vẫn là quả đấy. Đúng rồi. Đừng có vặt, đừng vặt nó. Cứ để cái nhiều người giật cả thì nó lại tổn. Chết. Nó ra quả ở đấy chứ. Sau đây ạ. Cắm quả. Quất chập cố đây. Đấy. Nặng cái chậu cố. Đấy, chứ chứ. Ngày đầu vạn số các anh nhỉ? 097 097 515 515 6620 6620. Đấy, chủ cây đấy các anh nhé. Sung này hay. Sung sạch sẽ, nhiều quả. Tán phần đầy đủ rồi. Đấy. Đó. Ngũ phúc, sung ngũ phúc đây. Trực ngũ phúc. Sung. Cái dòng này dòng nhiều quả. Đấy. Chùm lên cả trên. Đấy, nó ra khủng khiếp lắm. Già cây. Rú nứt ra là nó tỏi quả. Trước này em nghi con này nó tròn tròn. Đấy, con tròn này nhấc cả cái chậu ra. Cốt cũ, cái bầu cũ đấy. Chậu cũ là chậu tròn. Đấy, loạt cây ở trong kia đấy. Nhiều lắm, nói chung là không hỏi cây này thì còn nhiều cây khác nữa cơ. Không hợp cây này thì còn cái cây khác. À đây, vừa bắt ở bên kia đấy đúng không? Đấy, cây này thì bao nhiêu tiền này? 3 triệu rưỡi thì bán. 3 triệu rưỡi đâu? Đọc giá sát luôn. Đấy, chuẩn luôn. Đây là đọc lên đường. Đà khô nhỉ? Chân vệ đường. Đấy. Đây, cũng chuồi tốt đấy. Mít chứ, bón bằng phân úp chứ. Ok. Đấy, trên nồi luôn, cầm trên nồi luôn. Có su. Là cái chậu. Mua cây được cả nồi luôn. Đấy, còn cây này thì bao nhiêu? 3 triệu thì bán. 3 triệu. Đấy. Cái nào đẹp? Rẻ hơn cây kia 500. Cuối này là kiểu chất liệu điện ra rất là sáng. Chờ. Nhìn sáng sáng này là được cây nắng rồi. Cho nên nhìn nó sáng ra. Nuôi mới là sử dụng. Đây là da này nha. Rồi, ừ đúng rồi. Đây cái thân nó đây. Đang sùi lên đấy. Rồi đây. Cái này là bao tiền đấy ạ? Cái này thì bao nhiêu tiền? 4 triệu thì bán. 4 triệu đấy. Cũng xanh nhầm miền đấy chứ. Già lắm. Ráng dấp lại được cây nhiều đầu ráng làng. Thấp. Nhấp. Để về nuôi. Bao nào đây. Tương lai chân nuôi. Này hôm trước quay rồi. Cái này thì cũng của em đấy. Ừ. Hai con này có bao nhiêu tiền? Cái này 5 triệu. Này thì rồi. 9 rưỡi. Đấy. 7
bé bé mà mẹ biết nở ghê chưa. Đấy, mặt sau cũng thế. Anh em ha. Đấy. Được đấy. Ok. Đấy. Cái nào đó nhỉ? Cái này á? À ừ nhỉ. Cây này cũng mới mới, cây này thì bao nhiêu? Cây này 9 triệu. Cây này bát lượng do dáng rồi đấy. Do dáng rồi. Đấy thứ hai cái tay bút rồi đấy. Thử đấy. Có 9 lần. Ba đấy. Hai mặt đẹp rồi. 9 triệu. Đấy. Đấy, mặt bên này đây. Điên hơi vướng không đứng được. Đây, quay đây. Đấy, đẹp rồi. 9 triệu. Ok, anh em bốc đi. Ok được rồi. Thế là được rồi. Sang bên bác này xem là sáng mở hàng được mấy chục cây rồi. Đấy. Chào bác cả nhá, sáng bán được bao nhiêu cây rồi? Mấy chục cây rồi. Được mấy cây thôi. Từ giờ đến trưa là tớ tớ đấy. Ai nước sống tay kia bà ơi. Rồi đấy. Trơn quá, điện thoại nó trơn. Đây được bác Cường bác sĩ đi chợ. À đây à? Đây. Nào đông thế. Đấy, có bác Cường với đoàn Tùy Tùng như dẫn đoàn. Chắc bác ấy theo dõi chợ lâu ở trên video rồi nhưng mà nay mới đi. Thảo nào đứng đông thế. Anh Tân anh đang làm đá cho bác Cường. Tân á, đang làm đâu? Đang làm đỉnh Phú Vân đấy. Còn cây cũ được không ạ? Xem có thấy cây gì lạ lạ mới mới để quay nhỉ? Có cây gì mới mới để quay phát nhỉ? Không có. À đây có cây sim này. Sim này là bao nhiêu tiền đấy bác? Sim này 500. 500 nghìn. Đấy. 500 nghìn một sim. Tháng 11 là hoa coi là rực rỡ rồi. À. Màu hoa xí. Bây giờ là đang cuối gần cuối vụ quả rồi. Chơi hoa chơi cây vừa có quả ăn ngâm rượu. Quả luôn. Quả ngâm rượu. Hoa rất đẹp, tím. Anh em thích liên hệ nhé. Đây, số. Vẫn luôn là số ở đầu ô tô đây. Nhá. Ok. Đây bác Bang có cây gì mới không? Chợ Kiên vậy thưa các bác. Có không có cây mới thì cây cũ vẫn đem đi bán. Cây cây nào mới thì quay quá. Là đây là cây của nhà bác Bang thì có quay hôm trước vẫn là mấy cây này thôi, có cây rành rành hôm trước xích. Quê.
xanh quê. Bây giờ tôi làm nha, tôi bán rồi tôi là có thể lên nhiều hơn đâu. Túi nó sắm nào? 25 triệu. Sắm này. Em này. Nhưng tôi lại giữ rồi đó này. Đây cây 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 cũng của bên mình rồi bác. Đấy, của ông kia. À hôm trước có hỏi giá rồi, cây này tôi quên. Chẳng biết cứ để là gần nhau các bác. Thì có người mới người cũ lên. Cây này thì hôm trước có quay rồi, cũng nhiều tiền ấy, tiền trăm hay sao chảy nữa. Nhưng mà đại loại là xem đi các bác, chắc không chơi. Đây này còn đôi trực nữa này. Cứ xe ở đây rồi nhưng mà chủ đang đi uống nước. À đây, có cái chỗ của cây đây. Đấy, bật lên thì quát như này là cũng đi. Có nhìn rõ chưa? Đấy, xong các bác hỏi nhá. Tôi có gặp chủ đấy đâu mà hỏi. Cái trực này nhìn hay đấy. Chân móng thì ổn, thân thì cổ về vết cổ chảy chiếc hơi suôn. Thế thì nó mấy bây giờ nó còn ở đây chứ các bác. Nhưng mà bác nào vực được thì nuôi được thì luôn. Móng đẹp. Chân móng đẹp. Đây các bác xem cây 70 triệu. Mà và theo lời bác chủ của bác ấy bảo là ở triển lãm Quốc Oai thì người trả 90 triệu không bán nhé. À, thì tùy vào cảm nhận của các bác. Đấy. Xin em điền. Cốt hay đấy, nhiều cốt hay ho đấy. Chắc bác ở trên Hữu Bằng này. Đây nó cũng sợ to này. Đây. Đây nó cũng sợ to. Những cây đấy lành. Bác chủ cho xin cái số được. Bác chủ cây à, cho xin cái số được. Đọc cho em xin cái số. 0327. 0327. 668. 668. 868. 868. Đấy. Lưu vào đây. Anh em vào bốc cây thì bốc. Ok. Đấy, cốt đấy già 25 triệu. Cái bên này không biết. Cái bên này là cái số treo xe kia. Các bạn nhé, ở đây, quay một cái cây. Có một cái cây. Cái củ quá đẹp. Một cái cây siêu này này. Biến. Đấy, các bạn nhé.
cái siêu nữa các bạn nhé. Đấy, số là số ở trên cái biển ở trên xe này các bác nhé. Các cái vườn dấp kia tôi lật ngược lại cho xe rồi đấy. Ok, cảm ơn các bác, tôi sang khu vực của các bác khác.